Mình là Duyview và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Nếu như anh em đã biết thì laptop gaming phổ biến của HP là dòng HP Pavilion Gaming 15 có mức giá rất là rẻ và rất là nhiều người tiếp cận. Nhưng cái dòng HP Omen cao cấp của hãng thì có mức giá là khá là cao, cùng với đó là những cái giá trị mà những chiếc HP Omen mang lại trước đây thì không được nhiều lòng anh em lắm. Nhưng những chiếc HP Omen của năm 2020 bây giờ đã có mức giá dễ tiếp cận hơn rất là nhiều. Mức giá của chiếc HP Omen mình đang có ở đây chỉ có mức giá từ 28 triệu là một mức giá của một chiếc laptop gaming trung cấp thôi. Và chiếc laptop gaming cao cấp của HP này có những cái điểm gì đặc biệt và tại sao mức giá chiếc máy này chỉ từ 29 triệu thôi? Thế cùng mình tìm hiểu về những cái yếu tố làm nên chiếc máy này nhé. Về hiệu năng, tản nhiệt, thiết kế và những yếu tố khác. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu HP Omen Gaming, có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và điểm đầu tiên khiến cho chiếc máy này rẻ đến vậy thì mình muốn nhấn mạnh về yếu tố là từ cấu hình. Tại sao lại vậy? Chiếc máy đây đang sở hữu cấu hình là CPU Ryzen 7 4800H 8x16 luồng và xung nhịp tối đa là 4,2GHz. Và sự lựa chọn CPU đến từ AMD đã khiến cho chiếc máy này rẻ hơn rất là nhiều. Hiệu năng đơn nhân và hiệu năng đa nhân mang lại là cực kỳ tốt. Cùng với đó, đi kèm đồng hành với cả CPU Ryzen 7 là card đồ họa GTX 1660Ti với 6GB RAM. Chiến game có thể gọi là mượt mà tất cả những tựa game hiện nay ở max setting. Cùng với đó là nếu anh em muốn làm về đồ họa, mình có thể thử đồ họa qua về edit video 4K trên những phần mềm như là Adobe Premiere Pro. Thì đây là một phần mềm rất là phổ biến. Thì mình thấy là để preview 1/4 thì cũng khá là mượt để cắt ghép 4K. Nhưng nếu anh em cho thêm hiệu ứng vào thì chắc chắn là sẽ giật lag đấy. Và có lẽ nếu mà chiếc máy này thì sẽ phù hợp với anh em nào là sinh viên multimedia đang học tập và làm quen với những phần mềm như là Adobe Premiere Pro hay là Adobe After Effects. Còn với những anh em làm kỹ thuật như là AutoCAD, Revit, SolidWorks, những cái phần mềm kỹ thuật xây dựng thì mình thấy là cái cấu hình của chiếc máy này nếu mà xét theo với cả cấu hình đề nghị của những cái phần mềm này yêu cầu thì chắc chắn là đáp ứng được. Và những cái yêu cầu về phần cứng của những cái phần mềm mà mình vừa kể trên mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo và đối chiếu với cấu hình của chiếc HP Omen Gaming 2020 này nhá. Bàn qua một chút về nhiệt độ của chiếc máy này trong quá trình hoạt động thì mình thấy là khi mà anh em chơi game hay làm việc nặng thì nhiệt độ CPU cùng lắm chỉ lên mức khoảng 84 độ C và dao động bình thường là khoảng 80 độ C thôi. Còn với các đồ họa thì mình thấy là cũng rất là mát mẻ, chỉ 62 độ đến 70 độ C. Mình thấy là mức nhiệt độ này quá là mát. Nhưng bù lại chúng ta phải đánh đổi là tiếng quạt của chiếc máy này khá là ồn trong quá trình sử dụng. Mình có thể sử dụng phần mềm là HP Omen Center thì mình có thể điều chỉnh về quạt gió. Và quạt gió tiếng mà quạt gió của trong chiếc máy này khá là ồn và mình vừa bật thử quạt gió mắc cho anh em nghe. Đấy, khá là to và có thể nói là đây một trong những chiếc máy có quạt gió to nhất trong tầm tiền 29 triệu đồng, kể cả so với cả MSI GL65 nhá. Ok, tắt tạm bớt đi cho đỡ ồn. Đó là những cái gì về hiệu năng, về tản nhiệt và về khả năng chơi game làm đồ họa của chiếc máy này. Mình thấy đây là một chiếc máy có cấu hình cực kỳ mạnh trong tầm tiền là 28 đến 29 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng ta phải tham khảo một chút về yếu tố mà là khiến cho anh em cũng mê không kém về chiếc máy này là về thiết kế và ngoại hình của năm nay đã có sự thay đổi gần như là vượt trội so với năm trước. Về thiết kế bên ngoài của chiếc HP Omen Gaming 2020 này thì chúng ta có một thiết kế vuông vức, vuông chằn chặt, vuông từ phần góc máy này, từ phần bản lề hay là phần bên trong máy. Đến cái bàn phím nó cũng vuông chằn chặt luôn, touchpad cũng thế. Và có một điểm mà mình không thích trong thiết kế này là chiếc máy này có cái phần viền chiếu nhìn tay này nó hơi sắc. Nếu mà họ làm bo bo tròn tròn một chút nữa thì mình để tay lên mình sử dụng mình sẽ không bị khó chịu. Và có lẽ đây là cái điểm trừ duy nhất mình không thích ở thiết kế chiếc máy này. Và một điểm mà mình thích ở chiếc máy này trong vấn đề thiết kế lại nằm ở thiết kế về trọng lượng và về độ dày của máy. Độ dày của máy nhìn thoát qua thì nó khá là mỏng nhưng thực ra nó dày đấy. Bù lại thì cân nặng của chiếc máy này chỉ là 2,1kg. Thế nên là tính di động của chiếc máy này có thể gọi là mức tốt trong tầm tiền mà chiếc máy này có thể mang lại. Nó không quá nặng nề nhưng mà nó cũng không phải là quá là nhẹ cân. Và điểm nổi bật mà mình nghĩ rất nhiều anh em thích một chiếc máy này đó chính là logo HP Omen đã được thay đổi đi. Nó không còn là logo hình con gáo hay là con cáo hay con mèo gì nữa mà một cái logo Radian này nhìn rất là đẹp. Màu được đổi màu khi mà anh em nghiêng những cái góc nhìn nó rất là đẹp luôn. Và nó làm mình liên tưởng đến một chút với cả logo PlayStation ngày xưa. Đấy, mình sẽ để trên đoạn video anh em tham khảo nhá. Đấy, ok. Ở bên trong chiếc máy này cũng là một điểm mà mình thấy là cũng khá hợp lý đấy chứ. Đầu tiên là chúng ta có viền màn hình mỏng ở ba cạnh. Viền trên sẽ hơi dày một chút là nơi đặt webcam, micro thoại và viền dưới sẽ là nơi đặt dòng chữ Omen. Và mình thấy là viền màn hình máy nhìn nó vẫn mỏng như này mà vẫn có thể nhét được webcam và micro thoại thì chắc chắn là ROG sẽ phải học tập dài về HP rất là nhiều đấy. Phần chiếu nghỉ tay thì như vậy là mình nói là bàn phím chúng ta có một bàn phím vuông chằn chặt.
Chúng ta có LED RGB 4 vùng, mỗi tội là chả có hiệu ứng gì. So với LED của chiếc MSI GL65 thì nó còn thua xa. Nhưng mà bù lại thì nhìn nó vẫn khá là đẹp và nó không bị quá là chói mắt trong quá trình mình sử dụng. Hành trình phím thì mình gọi ở mức khá, nó chưa quá sâu nhưng nó không đến mức là quá nông để gây cho mình khó chịu. Layout của bàn phím thì cái điểm trừ duy nhất là phím nguồn họ tích hợp luôn vào cái phần bàn phím này. Mình thực sự là thấy không thích cái kiểu này lắm, nhưng mà thôi, nếu mình bấm vào thì nó không có tắt máy, thế nên là mình thấy cũng không phải vấn đề quá lớn đâu. Về touchpad của máy thì mình thấy là bề mặt cũng khá là rộng. Nhưng mà có một điểm mà mình lại không thích cái touchpad này là bề mặt của cái touchpad nó bị hơi sần. Thế nên là gì nó cảm giác hơi rẻ tiền, nó không được cao cấp. Bù lại thì tracking tốt này, hỗ trợ đa điểm rất là đầy đủ này. Thì mình thấy là touchpad này cũng ở dùng mức chống cháy rồi. Còn nếu anh em không thích dùng touchpad thì dùng chuột thôi cho nó nhanh. Và với mức giá rẻ như vậy thì liệu anh em có băn khoăn là chiếc HP Omen này chỉ ngoài CPU ra thì có sự thay đổi gì không? Thì mình nghĩ sự thay đổi trong thiết kế năm nay là vấn đề về hoàn thiện ở bên ngoài máy. Ở năm trước thì HP Omen họ thiên về hoàn thiện là kim loại. Thì năm nay hầu hết trên chiếc máy này làm từ nhựa. Có rất nhiều người đang bị nhầm tưởng, thực ra là họ nhầm tưởng là tất cả máy được làm từ kim loại vì sờ lên nó rất là sướng, nó rất là phê, nó rất là cao cấp. Nhưng mà thực ra là chỉ mỗi chiếc nghỉ tay này là bằng kim loại thôi. Em nghe thấy không? Đấy. Còn tất cả những cái gì còn lại là nhựa hết. Thế nên là mình thấy là với chất liệu hoàn thiện nhựa trên máy này thì có thể mang lại cảm giác rất là cao cấp trong tầm tiền. Và mình nghĩ 28 triệu đồng như thế này là quá tốt rồi. Về độ chắc chắn thì mình thấy là chắc chắn của chiếc máy này đạt ở mức khoảng 8 trên 10 điểm. Có một điểm mình không thích là cái phần bản lề này thì gập mở 180 độ rất là dễ dàng, rất là thoải mái. Anh em hoàn toàn có thể mở máy một tay, rất là nhẹ nhàng. Mình đánh giá cao bản lề này, mỗi tội là nó hơi rung rinh một chút trong quá trình mình sử dụng. Có lẽ đây là điểm trừ duy nhất mình không thích ở chất liệu hoàn thiện trên máy này. Vậy thì về xung quanh, cổng kết nối của máy thì liệu có đầy đủ hay không? Thì bây giờ anh em hãy cùng mình tìm hiểu về phía trái của máy nhé. Cạnh trái của chiếc HP Omen 2020 này thì chúng ta có một cổng nguồn, một cổng mạng RJ45, một cổng USB-A, cùng với đó là một cổng HDMI để anh em xuất hình. Bên cạnh đó thì ở dưới chúng ta sẽ có một cổng jack combo tai nghe 3.5 và một khe thẻ SD. Đây là một cái trang bị rất là tiện lợi để anh em nào là photographer hay là editor thì rất chắn là sẽ thích cái cổng đấy. Ở bên cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB-A ở đây, một khe gió tản nhiệt nhỏ nhỏ xinh xinh, cùng với đó là một cổng là mini DisplayPort để anh em xuất thêm một màn hình tiếp theo, và cuối cùng là một cổng USB-C hỗ trợ truyền dữ liệu USB 3.2, cùng với đó là sạc pin nhanh nhá, quá tiện luôn. Nói chung là về cổng kết nối của chiếc máy này theo mình thấy là khá là đầy đủ để anh em sử dụng rồi. Đó là về cổng kết nối của chiếc HP Omen. Mình thấy là vị trí bố trí cổng kết nối cũng khá là hợp lý đấy chứ. Vậy thì về màn hình thì sao? Đây là một điểm mà chúng ta cũng tiếp xúc rất là nhiều. Màn hình chiếc máy được trang bị là 144Hz Full HD IPS. Có thể nói 144Hz thì chơi game nó quá mượt, quá sướng rồi. Mình không cần bàn luận gì quá là sâu cả. Cái điểm mình muốn bàn luận nhất là về cái phổ màu màn hình. Chúng ta có phổ màu màn hình là 97% sRGB, 73% Adobe RGB, độ sáng là 346 nit và tương phản là 810/1 và delta E là 1.16. Mình thấy đây là màn hình gần như là max ping trong tầm tiền này, anh em có thể tìm được vừa chơi game tốt, vừa có phổ màu tốt để anh em làm đồ họa. Độ sáng rất là đủ để anh em sử dụng trong môi trường là thiếu sáng hay là đèn studio rất là mạnh đây. Mình sử dụng vẫn rất là thoải mái luôn, quá ngon. Và về loa của máy thì mình sẽ mở bài nhạc để anh em tự thưởng thức cùng mình nhé. Loa là điểm mà mình nghĩ rất nhiều anh em đang rất thích của chiếc máy này. Mình thấy là loa chiếc máy này có 3 giải âm được xử lý khá là ổn. Giải mid, giải treble cũng xử lý rất là tốt. Tuy nhiên là giải bass mình thấy nó vẫn còn hơi thiếu cái độ tơi. Nếu mà được xử lý tốt hơn nữa thì chắc chắn là nghe rất tốt. Theo mình nghĩ trong tầm tiền này, chiếc Zephyrus G14 làm tốt hơn chiếc máy này tương đối nhiều. Nhưng dẫu sao thì với 28 triệu bỏ ra thì đây là một chiếc loa của gì nhỉ? B&O à? Ừ, B&O thì cũng khá là ngon rồi đấy. Và đó là về loa của máy và tất cả những cái gì ở bên ngoài. Vậy thì anh em có băn khoăn là không biết khả năng nâng cấp bên trong của chiếc máy này có tốt hơn hay không? Thì bây giờ mình và anh em hãy cùng đi tìm hiểu vào bên trong của chiếc HP Omen 2020 này nhá. Đến với bên trong của chiếc HP Omen phiên bản năm nay thì cái điểm mình bất ngờ nhất là tản nhiệt năm nay được làm rất là thoáng anh em ạ. Thấy không? Phần lấy gió nó quá thoáng luôn. Ok, bên trong thì chúng ta sẽ có là hai khe RAM để lắp sẵn là hai khe của Samsung rồi, quá là ngon luôn. Cùng với đó là mình để ý đây là chúng ta sẽ có là hai khe M2 NVMe để anh em nâng cấp. Ở đây họ lắp sẵn một khe cho mình rồi và cũng được bọc tản nhiệt rất là kỹ càng. Hãng rất là chu đáo khi cho chúng ta thêm một cái tản nhiệt và được ốp thermopad đây nữa. Nhìn rất là kỹ càng và sẵn sàng để anh em lắp thêm hai khe SSD luôn. Pin của máy thì cho cái thời lượng sử dụng vào khoảng mình cảm thấy là ở mức 5 đến 6 tiếng cho một chiếc laptop gaming. Thế đây là một pin quá là tốt luôn anh em ạ. Cuối cùng là về hệ thống tản nhiệt của máy thì chúng ta có hai quạt 12V cực kỳ to và nhìn cục xúc cực kỳ luôn. Hệ thống ống đồng chỉ có là 3 ống đồng thôi, nhưng mà hệ thống tản nhiệt mình đánh giá là rất là tốt cho tầm tiền đấy chứ.
Nói chung là với hệ thống tản nhiệt năm nay thì mình đánh giá rất là cao về khả năng nâng cấp, thì anh em thấy là cái sự chu đáo của hãng thì nó quá là dư thừa, quá tốt luôn anh em ạ. Đó tất cả những gì bên trong của chiếc HP Omen phiên bản 2020 này. Tổng kết lại, chiếc HP Omen 2020 chúng ta có gì? Đầu tiên đây là một mức giá dễ tiếp cận hơn rất là nhiều. Mặc dù là một chiếc laptop gaming phân khúc cao cấp của HP, nhưng mức giá chỉ ngang với những chiếc laptop gaming trung cấp thôi. Những gì mà chiếc máy này mang lại mình thấy rất là ấn tượng. Đầu tiên là sự thay đổi về cấu hình. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn cấu hình khác nhau từ CPU Intel hay là AMD, tùy vào túi tiền của các bạn. Ngoài ra thì thiết kế này có một sự lột xác hoàn toàn khác. Năm trước thì họ làm một thiết kế gaming gai góc hầm hố, thì năm nay sự hiện đại đến từ là vuông chặt cùng với cả logo HP nhìn rất là sành điệu và nhìn rất là hiện đại tại đây. Với những yếu tố khác nữa như là về tản nhiệt, về màn hình thì mình quá là hài lòng với chiếc HP Omen này rồi. Và mình nghĩ là chiếc HP Omen này xứng đáng có nhiều những cái sự như nào nhỉ? Những cái sự mà anh em đáng chú ý hơn thay vì họ bỏ ngỏ những phiên bản năm trước. Mức giá 28 triệu này thì gần như chúng ta khó thể tìm được một chiếc laptop gaming nào mà lại gần tiện cận đến một hoàn hảo như vậy luôn ấy. Thực sự đó là cái cá nhân trải nghiệm của mình. Vậy thì anh em có những trải nghiệm gì về chiếc HP Omen này không? Hay là anh em thấy sao về chiếc máy này thì có thể comment ở dưới phần bình luận, phần mô tả nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo những mẫu HP Gaming Omen 2015 này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho bọn mình để bọn mình tiếp tục giveaway, trao nhiều phần quà cho anh em hơn nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Mình là Duy View. Bye bye các bạn.